Học tiếng Anh cùng bạn. Hello everybody. Ok, bài trước ta đã học về hai nhân vật đúng không? Leonardo da Vinci, Prince Enchantress were born in. Thì bài này chúng ta sẽ học về một người nữ, không phải là một nhà khoa học, cũng không phải một họa sĩ, cũng không phải một người nổi tiếng gì. Cô ấy là một người bình thường, đúng không ạ? Một cô gái tương đối xinh đẹp. Chúng ta sẽ nhìn thấy cô ấy tên là Calico John. John Calico. Calico John. Listen to her talking about her family. Why? When they were born. Why? When they were born. Chúng ta sẽ lắng nghe cái cô gái này nói về gia đình của cô ta. Và chúng ta sẽ chép lại cái năm, cái thời gian mà thành viên trong gia đình cô ấy được sinh ra. Thì chúng ta đã nhìn thấy số 1987 ở Calico rồi, 1987 rồi. Thì tương tự còn lại là Henry, William, Sue, Linda, Alan and Violet. Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Tape script 9.6. My name's Calico. I know, it's a funny name. I was born in 1987. My two brothers are Henry and William. They were born, Henry in 1992 and William just 1 year later in 1993. They're horrible. My little sister is Cleo. She's okay. She was born in 1999. Mum and Dad are Linda and Alan. My mum was born in 1961 and my dad, I think he was born in 1961 too. And my grandmother, she was born in 1930-something, yeah, 1932. Her name's Violet. I think it's a beautiful name. Tape script 9.6. My name's Calico. I know, it's a funny name. I was born in 1987. My two brothers are Henry and William. They were born, Henry in 1992 and William just 1 year later in 1993. They're horrible. My little sister is Cleo. She's okay. She was born in 1999. Mum and Dad are Linda and Alan. My mum was born in 1961 and my dad, I think he was born in 1961 too. And my grandmother, she was born in 1930-something, yeah, 1932. Her name's Violet. I think it's a beautiful name. Tape script 9.6. My name's Calico. I know, it's a funny name. I was born in 1987. My two brothers are Henry and William. They were born, Henry in 1992 and William just 1 year later in 1993. They're horrible. My little sister is Cleo. She's okay. She was born in 1999. Mum and Dad are Linda and Alan. My mum was born in 1961 and my dad, I think he was born in 1961 too. And my grandmother, she was born in 1930-something, yeah, 1932. Her name's Violet. I think it's a beautiful name. Ok, thì nghe 3 lần mà các bạn vẫn chưa nghe được thì các bạn hãy tua hại nhé. Mình thì tương đối là nghe hết. Đầu tiên cô chỉ nói là cái tên của cô ấy rất là buồn cười, funny name. Funny là buồn cười, là cái tên, một cái tên hài hước, funny name.
Thì bài này nó chỉ có liền số như thế thôi, để cho chúng ta luyện nghe về cái mốc thời gian. Thì chúng ta sẽ ôn lại một chút về IU VJ his at. Thì IU, I thì đi với am, sang thì quá khứ, chúng ta sẽ đi với was. Còn you are thì đi với ua 4 chữ, một cái là ua 3 chữ, một cái ua 4 chữ. Thì I đi với ua 3 chữ, you, we, they đi với ua 4 chữ. Nó đi với cái ua 4 chữ này. Thế còn his yet nó sẽ đi với ua 3 chữ giống như của I. Giống như của I. Đó. Ua 3 chữ đi với I, he, she, it. Thế còn you, we, they đi với ua 4 chữ. Ok. Nó chỉ có như vậy thôi. Bài này chúng ta sẽ học một số từ mới. Ví dụ từ singer, ca sĩ, singer. Musician là nhà viết nhạc hay nhà soạn nhạc, hoặc nhạc sĩ hoặc nhạc công, nhạc trưởng thì ta sẽ gọi là musician. Actor, actor là một diễn viên, ta học ở bài trước rồi. Writer, write là viết, writer là người viết sách, viết truyện thì ta gọi là nhà văn hay nhà thơ, writer. Painter, paint là vẽ thì painter là họa sĩ. Ta học từ bài Leonardo da Vinci rồi. Princess, princess ở đây là hoàng tử. Princess, hoàng tử, đơn giản vậy thôi. Politician, politician, từ này là politician. À, ở đây ta sẽ có từ politician. Politician là một nhà chính trị gia, một nhà chính trị gia. Ông ta có thể là vua, là hoàng đế, là quốc vương hay là bất cứ cái gì đó, đúng không? Đại vương. Chung quy là một nhà chính trị, làm việc liên quan chính trị ta gọi là politician, politician, politician. Racing driver, driver là người lái xe, racing là cuộc đua, racing là cuộc đua. Thì ta sẽ là lái xe đua, vận động viên lái xe đua, racing driver. Từ racing này, từ racing này đôi khi nó dùng cho cả việc đua ngựa, nó là cái, nó nói về cái việc đua, nó nói về cái việc đua, người đua như vậy. Racing này dùng cho việc quy đua cái gì cũng là racing hết. Thì driver chúng ta nói về việc lái xe rồi, đúng không ạ? Thì có thể là motor, có thể là ô, có thể là ô tô, đúng không ạ? Có thể là car. Ta cứ viết như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy các nhân vật. Nhân thứ nhất là Van Gogh. Van Gogh was born năm nào không biết. Holland. Tiếp theo là Beethoven. Beethoven này quá quen rồi, nhà soạn nhạc Beethoven. Shakespeare. Shakespeare là nhà văn Shakespeare, quá nổi tiếng thế giới rồi. Đấy, Marilyn. Marilyn Monroe. Đấy. Rồi là Elvis Presley. Đấy. Dalla Spencer. Ashton Senna. Rồi đây Indira Gandhi. India Gandhi. India. Thì không biết là như nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Lắng nghe về cái năm sinh tháng đẻ và cũng như là nghề nghiệp. Tape script 9.7. 1. Shakespeare was born in England in 1564. 2. Van Gogh was born in Holland in 1853. 3. Beethoven was born in Germany in 1770. 4. Marilyn Monroe was born in the US in 1926. 5. Elvis Presley was born in the US in 1935. 6. Diana Spencer was born in England in 1961. 7. Ayrton Senna was born in Brazil in 1960. 8. Indira Gandhi was born in India in 1917. Ok các bạn ơi. Tape script. Ở đây nó có phần này rất là hay mà mình bỏ qua thì không được. Đây là phần lắng nghe và lặp lại, nhưng mà nó có những cái dấu chấm này ở cái phần này. Thì ở đây nó yêu cầu chúng ta là phải đọc đúng trọng âm. Ví dụ Shakespeare was a painter, chúng ta sẽ nói cái từ was này nó nhỏ lại và ta nhấn cái từ painter lên. He wasn't hay là he was a writer. Có là có dấu chấm, ta đọc mạnh lên. Shakespeare and Diana were French. No, they weren't. They were English. Ta nhấn ở những cái chỗ đó thì ta sẽ nghe cách họ nhấn nhé.
Tape script 9.9. Shakespeare was a painter. No, he wasn't. He was a writer. Shakespeare and Diana were French. No, they weren't. They were English. Shakespeare was a painter. No, he wasn't. He was a writer. Shakespeare and Diana were French. No, they weren't. They were English.